Xin chào các bạn đã đến với kênh channel của Huyền Vũ. Hôm nay Huyền Vũ xin giới thiệu và hướng dẫn cách cài đặt sản phẩm Everspring mới lên kệ đầu năm 2020, chuông cửa không dây. Đây là sản phẩm được trang bị 48 kiểu chuông và có pin lên đến 10 năm. Đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu một số nút cơ bản trên chuông cửa. Đây là nút các bạn nhấn vào để tăng giảm âm lượng. Còn nút này để tăng giảm độ sáng. Các bạn nhấn vào nút trung tâm này để thay đổi kiểu chuông. Còn đây là thiết bị để mình gắn ngoài cửa, khách đến có thể nhấn chuông thông báo cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thử sản phẩm. Nhấn subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.